Nguyễn Pháp, một cái tên đã quen thuộc đối với những thính giả yêu mến chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân trong những năm gần đây. Bút danh của anh gắn với những tác phẩm về đề tài xây dựng đảng, phòng chống tham nhũng, chống diễn biến hòa bình, những bài báo nói trong mảng đề tài khó, mang đậm hơi thở cuộc sống, đi sâu vào đời sống bộ đội và nhân dân. Không chỉ quen thuộc với thính giả, tên của anh còn được nhiều lần nhắc đến trong các giải báo chí lớn. Ngoài giải khuyến khích Giải báo chí quốc gia năm 2020, Thiếu tá Nguyễn Anh Pháp đã hai lần đạt giải B giải Búa Liềm Vàng vào năm 2019-2021 và giải C Búa Liềm Vàng năm 2022. Chúng tôi chọn những cái góc độ tiếp cận cũng như là những cái vấn đề mới, những vấn đề nóng và được cái dư luận xã hội quan tâm để chúng tôi triển khai thực hiện thành những cái mảng đề tài lớn để có thể thực hiện thành những cái vẹt, những cái đợt, đặc biệt là những cái cuộc tọa đàm lớn để có thể làm sâu sắc hơn về cái nội dung xây dựng đảng hiện nay. Chỉ riêng trong 2 năm 2021-2022, phát thanh Quân đội Nhân dân đã giành được 15 giải thưởng báo chí danh giá trong nước. Ngoài giải báo chí quốc gia, giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng Búa Liềm Vàng, liên hoan phát thanh toàn quốc, thì đó còn là rất nhiều những giải báo chí chuyên ngành với tính cạnh tranh cao. Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức cho ban biên tập xây dựng cái kế hoạch thực hiện các cái tác phẩm chất lượng cao trong cả một năm. Trên cơ sở thảo luận như thế rồi, thì để cho mỗi một cán bộ phóng viên, biên tập viên căn cứ vào cái sở trường năng lực của mình để mà lựa chọn cái chủ đề, cái chương trình làm sao nó phù hợp. Mà khi các tác giả, nhóm tác giả thực hiện xong chương trình về trước khi phát sóng thì chúng tôi cũng đều tổ chức cho cả ban biên tập nghe trước và có sự bổ sung, sửa chữa một cách rất là kỹ càng để bảo đảm tác phẩm phát sóng chất lượng tốt. Và khi có các cái cuộc thi thì chúng tôi mang các cái tác phẩm đó đi dự thi. Vừa ghi dấu ấn trong lòng thính giả, vừa ghi tên trong những giải thưởng lớn. Sự ghi nhận đó là điều vô giá với mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của phát thanh Quân đội Nhân dân. Họ không chỉ muốn bắt kịp đồng đội ở những giải thưởng lớn hơn, mà còn mong muốn vượt qua chính mình ở những hạng mục đã đạt giải. Sau mỗi một cuộc thi như thế thì tôi cũng đặt ra cho mình những cái mục tiêu cao hơn ấy, và để hàng mình cứ cái sự cố gắng của mình nó được liên tục. Thực ra thì giải thưởng cũng rất là quan trọng, thế nhưng mà đồng nghĩa với lại cái giải thưởng đấy chính là cái chất lượng tác phẩm của mình được nâng lên, và chất lượng được nâng lên thì đương nhiên là mình sẽ nhận được những cái tình cảm, những cái sự yêu mến nhiều hơn từ thính giả trong và ngoài quân đội. Thì cái giải thưởng cũng như là cái tình cảm đấy chính là cái nguồn động lực chính để cho chúng tôi làm nghề. Với những người làm báo, trách nhiệm là nặng nề, nhưng niềm vinh quang mà nghề mang lại cũng rất to lớn. Vinh quang đó, bên cạnh sự đón nhận của khán thính giả, thì còn là những giải thưởng lớn mang đậm dấu ấn của nghề báo.